Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của là mình từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Hôm nay là từ hôm mình về tới nay bận rộn thì bữa nay là cái buổi live thứ hai của mình. Đây là ngôi nhà thân thương của mình. Mình đi 6 7 tháng về thì nhà cửa để các bạn thấy cỏ mọc tùm. Ngôi nhà mà quê hương của mình, đây là ngôi nhà mà mình trở về với quê hương, mình có được một cái ngôi nhà nơi để mình sinh sống. Cỏ mọc hoang tàn mấy tháng trời, từ hôm Tết nay về lu bu công việc, cũng bữa nay mới có rảnh để đặng làm. Đi về lâu quá nhà không có ai ở, để nó hư hỏng cho nên phải kêu thợ lại sửa sửa cửa, sửa trần nhà, tại khí hậu bên này nó ẩm ướt. Như chị các bạn thấy, cho nên cái drywall thạch cao Việt Nam gọi là thạch cao, nó bị rớt, nó ẩm ướt. Cuộc sống mưu sinh ở Việt Nam các bạn thấy, người người dân Việt Nam của mình họ mưu cầu hạnh phúc rất là đơn giản và giản dị các bạn. Họ sống trên cái đôi chân của họ, chứ họ không có phải trông chờ vào những cái phúc lợi xã hội hay là những cái gì mà ai đó ban phát cho họ. Nếu mà cuộc sống họ có những cái ngõ cùng hay bế tắc nào đó, họ có thể tự mưu sinh, họ tìm đủ cách đó. Nhiều khi bế tắc quá họ đi bán vé số, các bạn thấy đó. Nhiều khi cái nghề bán vé số nó cũng trở thành một cái tiêu đề của những người mà bất mãn cơ chế, hay là những người chống cộng hay ngoại, cái tổ chức chống cộng hay ngoại, họ đem cái đề tài bán vé số ra, họ phê phán cái cơ chế, họ lên án cái xã hội. Đối với xã hội Việt Nam các bạn thấy, đối với tôi thấy cái xã hội Việt Nam, khi người dân mà họ biết đứng trên đôi chân của họ đó thì nó rất là hay. Chứ trông chờ vào cái phúc lợi xã hội, các bạn thấy nếu mà ý thức và của người dân cao độ đó, cái phúc lợi xã hội nó để giải quyết những cái khó khăn của những người mà cơ nhỡ thì không nói gì, họ giúp họ để họ đứng trên, họ đứng lên đó, để họ mưu sinh. Nhưng mà đằng này các bạn thấy ở bên Mỹ, cái phúc lợi xã hội nó trở thành cái sự lạm dụng, và trong đó vấn đề chính trị cũng vậy, nó trở thành những cái vấn đề tham nhũng, trong đó nó lợi dụng những cái phúc lợi xã hội, nó ăn chia nhau những cái nhóm lợi ích chính trị của nó chia chác nhau trong đó. Chính vì sự chia chác đó, nó không đồng đều, các bạn thấy nó tranh giành nhau, và những cái phúc lợi xã hội đó nó không đi đến những cái người dân mà họ gặp cơ nhỡ thật sự. Ở đằng đó có nhiều ve chai lắm đó chị, dục đằng đó các bạn thấy người ta cũng có thể đi lụm ve chai như vậy, ta mưu sinh. Ở chỗ này nè chị, chỗ này nhiều lắm, chị lại chị lục, các bạn thấy đó, họ mưu sinh đủ kiểu đủ cách. Họ có thể đi lụm ve chai như vậy, và có thể họ vẫn sống. Có những người đi lụm ve chai như vậy, các bạn thấy họ nuôi con ăn học thành tài đó. Các bạn xem trên mạng đó, nuôi con ăn học thành đỗ đạt kỹ sư bác sĩ, ta gọi là hy sinh đời bố củng cố đời con. Thì lục chỗ đó nó còn nhiều lắm đó. Không là dục nhiều lắm, cho mấy cái bệnh chỗ đó nhiều lắm. Họ hy sinh đời bố củng cố đời con, có những tấm gương rất là hay, và tạo ra những cái giá trị của cuộc sống. Và những như vậy đó, những cái đứa trẻ, những đứa con nó thành đạt trong những cái gia đình như vậy, các bạn biết thấy đó. Khi nó lớn lên đó, nó quý trọng cái cuộc sống của nó, cái giá trị của nó, cái sự thành đạt của nó đó. Mà tôi thấy có những người họ bất nhân đến độ khi ở trong nước thì họ họ là một người dân, mà khi họ đi ra khỏi nước rồi, tôi lên mạng xã hội tôi thấy họ đem là họ phê phán những cái đứa trẻ,
Khi nó thành đạt, nó nhớ ơn cha mẹ, nó quỳ lại. Khi nó đổ đạt á, nó về nó quỳ lại cha mẹ. Thì có những người tôi thấy, cái này tôi thấy tận mắt luôn. Cái ông này từng ở trong nước, các bạn biết, cũng là cán bộ đó nhé. Đi qua được Mỹ, con lãnh qua đó định cư rồi. Bắt đầu phê phán cho rằng những đứa trẻ đó, sự thành đạt của nó và nó quỳ lại cha mẹ của nó như vậy đó là không đúng các bạn, và phê phán. Tôi thấy cái sự bất nhân của những con người như vậy, những cái thứ mà bơ thừa thiếu cần của cái xứ tư bản mà làm cho họ mất đi cái nhân tính, đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục của người Việt. Tôi thấy rất là đau lòng khi nghe họ, những cái người như vậy, họ ở trong nước rồi có cơ hội đi ra nước ngoài mưu sinh, rồi quay trở lại, rồi bới móc, bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu để đặng mà xuyên tạc Việt Nam. Rất là đau lòng những cái sự thiếu ý thức của con người các bạn, cũng chỉ vì những cái vật chất thôi mà biến họ trở thành những con người như vậy, nó tầm thường. Dạ mua lâu rồi chị, mấy năm rồi vậy? Vậy hả? Làm thuốc nam mà. Thì các bạn thấy đó, cái cuộc sống mưu sinh, ngay cả những người mà lao động phổ thông vậy, họ đứng trên, nhờ cái sự đứng trên đôi chân của họ như vậy, các bạn thấy nó tạo nên những cái mà dòng xoay của cái kinh tế, làm cho cái cuộc sống hàng ngày đó, những cái người buôn bán gánh bưng, họ xoay chuyển trong cái cuộc sống hàng ngày rất là hay, chứ không phải như Mỹ. Khi mà bế tắc rồi, các bạn thấy tình trạng vô gia cư ngày càng gia tăng là do những cái nhóm lợi ích nó tranh giành quyền lợi với nhau, nó đặt lợi ích của nhóm của nó lên trên hết. Khi những lợi ích của những cái người dân mà họ cơ nhỡ, họ không có nhà cửa, bởi vì đời sống vật chất giá trị thuê nhà rồi mọi thứ đều tăng hết, họ không có khả năng nữa, họ lâm vào cảnh gọi là đường cùng, bế tắc, và cái phúc lợi xã hội nó không có đủ để chi phí cho cái cuộc sống của người dân. Các bạn thấy, cho nên người dân Mỹ càng ngày họ lâm vào cái sự bế tắc, vấn đề nhà cửa rồi giá cả rồi nó quá cao đi, và họ tìm đủ mọi cách họ mưu sinh, và những cái đồng thuế họ đóng vào đó nó không đủ vào đâu hết, thâm thục ngân sách thì cứ triền miên. Đấy. Còn những cái nhóm lợi ích thì nó cứ đấu đá nhau, nó tranh giành quyền lực với nhau, nó ăn chia tiền bạc, nó thao túng với nhau, nó tham nhũng một cách rất là ghê gớm, chứ không phải giống như các bạn nghĩ đâu. Việt Nam tham nhũng còn vô tù ra thảm, mà từ cấp bộ trưởng cho tới tướng tá rồi sò khám ầm ầm ào ào, các bạn thấy. Còn bên Mỹ các bạn có thấy thằng bộ trưởng nào đi tù đâu, ngay cả tổng thống luôn, gì tham nhũng tham ô, gây thất thoát hàng nghìn tỷ, hàng trăm tỷ đô la, có ông nào đi tù đâu. Cái văn hóa từ chức rồi bãi nhiệm miễn nhiệm là xong, về hưởng thụ. Còn những cái người mà đối lập chính trị, các bạn thấy khi mà vấn đề mà đối lập của nó hạ bệ, nó tìm đủ mọi cách, nó triệt hạ không còn đường sống, chứ không phải là giờ, rất là khủng khiếp. Cho nên đất nước mình ngày càng đổi mới phát triển, đó là người dân của mình cuộc sống ngày càng ấm no và hạnh phúc hơn. Ở trên quê hương tôi thấy, tôi về tôi thấy cái cuộc sống phải nói là rất là nhộn nhịp. Cái cuộc sống mưu sinh của người dân nó rất là nhộn nhịp, và người dân của mình họ luôn cố gắng và phấn đấu trong cái cuộc sống hàng ngày.
Còn ở nước Mỹ nó hoàn toàn khác rất là nhiều. Có nhiều người các bạn thấy ở bên Mỹ bây giờ họ làm không đủ ăn, không đủ mặc chứ không phải giỡn đâu. Gần 70% dân Mỹ bây giờ là sống thôi nha. Làm ngày nào chỉ đủ ăn ngày đó thôi. Chi phí mọi thứ nó đều cao hết. Thì hôm nay mình sửa nhà nó hư hao tùm lum hết, ở nhà không ở để lâu nó bị hư hao thôi. Thì mình lại tới đây mình cũng tạm dừng và hẹn anh Phương các bạn dịp khác. Mình rảnh rỗi thì sẽ có đề tài mình sẽ chia sẻ anh chị các bạn để chúng ta tìm hiểu về cái cuộc sống và mình quân bằng ra, chứ không phải ngồi bên đây cái trong ở núi bên nọ thấy ở bên trời Tây ở bên Mỹ thế này thế nọ, cái ngồi đó cái phân bì bắt đầu lên mạng bắt đầu xuyên tạc chửi bới chống phá. Các bạn thấy nó đâu chẳng đi chẳng giúp ích gì cả. Thời buổi bây giờ là mình phải biết phấn đấu, phải cần cù. Ở Việt Nam cũng phải làm, ở bên Mỹ người ta cũng phải làm. Các bạn thấy ở Việt Nam 1 đô la bây giờ 25.000 đồng có thể ăn được một bữa cơm bình dân. Bên Mỹ bây giờ 18 đô cho đến 25 đô một tô phở. Bạn thấy nó chênh lệch nhau rất là nhiều. Làm ở bên Mỹ nhiều khi nghe nói 5 10.000 đô nghe hấp dẫn lắm, nhưng mà về chi phí thuế má bảo hiểm tiền này tiền nọ nhiều khi tới tháng không đủ để trả những cái hóa đơn, đâu nó cũng vào đó. Biết cần kiệm thì còn dư ra, sách về Việt Nam thì nó có được cái giá trị vậy thôi. Còn ở bên Mỹ các bạn thấy đâu nó cũng vô đó hết rồi. Thôi mình xin tạm dừng lại đây, hẹn anh chị các bạn lai khác mình có rảnh mình sẽ chia sẻ những cái thông điệp của mình về với quê hương. Khi mình về với quê hương mình cũng sẽ chia sẻ những cái hay, những cái tốt và những cái tiêu cực mình cũng sẽ phân tích để mình thấy rõ những cái xảy ra, những cái gì xảy ra trong cuộc sống hàng ngày và mình quân bình cái cuộc sống của mình. Một lần nữa mà lại mình xin chào quý bà chị các bạn nha, xin hẹn lại lại khác. Bye 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 bye.